Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em tới cái bài 11.4 của cái bài 11 số vô tỉ, và các em đã làm quen với cái khái niệm căn bậc 2 rồi, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta đã nắm được số vô tỉ này. Số vô tỉ đó chính là số thập phân hiệu số thập phân gì các em? Vô hạn không tuần hoàn, không tuần hoàn, đúng không nào? Ok. Trong clip này thì sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 11.5. 1.5 các em nha. Cho A sẽ bằng là căn 2 của x cộng 2 cộng 3 phần 11 B, đó nè. Câu A là tìm giá trị nhỏ nhất của A, của cái biểu thức A. Như vậy thì ở đây các em nhớ này, các em nhớ thầy cái này nha. Cái này nếu mà lên chương trình lớp 9 ta học là thấy rất là rõ về cái điều kiện có nghĩa hoặc gọi là xác định của căn bậc 2 của A nha. Căn 2 của A nói chung, dưới dạng là tổng quát thầy đang giảng nha em nha. Căn 2 của A tổng quát thì để mà căn bậc 2 của A mà có nghĩa hoặc là xác định thì cái biểu thức ở dưới căn, nghĩa là biểu thức A này, nó có nghĩa hay là xác định khi A này nó phải là một số không âm. Cái được chưa nào? Chúng ta phải hiểu nôm na là như vậy. Đấy là chương trình trên ở lớp 9 mà chúng ta được biết. Như vậy còn đối với chương trình lớp 7 này thì sao? Chương trình lớp 7 này chúng ta đã biết rằng là nếu A này mà lớn bằng 0 thì ta có căn bậc 2 của A này cũng sẽ lớn bằng 0. Nhớ không thầy như vậy? Đây lớp 9 này, và đây lớp 7 này. Thầy nói trước để mà các em dễ hình dung như vậy. Được chưa? Thì bây giờ ta căn cứ ở đây để chúng ta giải này. Câu A này, các em thấy rằng là cái biểu thức A của chúng ta là A sẽ bằng căn 2 của x cộng 2 cộng cho 3 phần 11. Các em thấy không nào? Thì các em thấy rằng cái căn bậc 2 của x cộng 2 này nó như thế nào so với số 0? Nó luôn luôn là không âm. Nghĩa là gì? Vì cái căn bậc 2 của x cộng 2 này nó như thế nào so với số 0 các em? Nó luôn luôn lớn bằng 0 với mỗi x, nên mà ở đây em thấy cộng với 3 phần 1 này, như vậy thầy cộng với bên đây với 3 phần 1 và thầy cộng với bên đây 3 phần 1. Các em hiểu nào? Chúng ta xuất phát từ đây, chúng ta có là vì là căn bậc 2 của x cộng 2 nó luôn luôn là không âm. Thì bây giờ ở đây các em thấy có cái số theo trên cái đề bài, nó có cái số là 3 phần 11 này. Các em sẽ cộng với 2 vế với 3 phần 11. Thầy cộng ở vế bên này 3 phần 11 và thầy cộng ở đây là 3 phần 11. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì nên chúng ta có căn bậc 2 của x cộng 2 cộng cho 3 phần 11 nó như thế nào so với gì? 0, 0 cộng với 3 phần 11 thì nó cũng ra là 3 phần 11. Nó sẽ lớn hơn bằng, chắc chắn là như vậy. Các em hiểu chưa nào? Đó, với mỗi x, ok. Như vậy thì cái này đã chính là gì? Từ đây chúng ta suy ra cái này đã chính là gì? Cái này chính là biểu thức A. A này nó sẽ lớn bằng 3 phần 11. Như vậy thì cái giá trị nhỏ nhất, ở đây người ta hỏi là giá trị nhỏ nhất chứng tỏ dấu bằng này xảy ra. Nhỏ nhất ở đây A lớn hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng 3 phần 11 chứng tỏ giá trị nhỏ nhất của nó sẽ là gì? Nó chính là bằng 3 phần 11. Nghĩa là dấu bằng này xảy ra. Dấu bằng này xảy ra khi nào? Khi cái căn bậc 2 này nó bằng 0. Dấu bằng này xảy ra khi cái này bằng 0 thì hai em đây sẽ bằng nhau, thì cái này điều này nó xảy ra. Các em hiểu nào? Nhưng mà thì các em ghi thành là vậy. A đạt giá trị nhỏ nhất, đó chính là bao nhiêu? 3 phần 11. Khi và chỉ khi, khi và chỉ khi gì các em? Căn bậc 2 của x cộng 2 này nó phải bằng 0. Cái này bằng 0 thì dấu bằng này sẽ xảy ra, nghĩa là hai đây sẽ bằng nhau. Các em hiểu chưa nào? Phần này rất khó em, hơi khó hiểu nên thầy mình nhấn mạnh liên tục như vậy để em dễ hiểu. Thì cái này chúng ta sẽ giải ra, để chúng ta đi tìm x nha. Như vậy căn 2 của x cộng 2 bằng 0 thì chứng tỏ là x cộng 2 này sẽ bằng 0, nên x này sẽ bằng âm 2. Em chuyển vế đổi dấu lại xong. Được chưa? Ok, câu A chúng ta trình bày như vậy nha.
ta đi sang ở câu B. Câu A như này các em có hiểu không ta? Đây, ta dựa vào cái này này. Đấy, ta biến đổi như nào để nó cho nó ra ở cái biểu thức A này. Giống ha. Thì đây là ta gọi là thầy cộng 2 vế với 3 phần 11 ha. Được chưa? Rồi, câu B. Câu B thì ngược lại để tìm lớn nhất. Nha, lớn nhất. Nhớ này, nhỏ nhất thông thường là nó sẽ là cái dấu như này. Thì dấu bằng này xảy ra, cái này là nhỏ nhất này. Các em rút kinh nghiệm. Còn cái này là lớn nhất này. Lớn nhất. Lớn nhất khi nào? Lớn nhất khi dấu bằng này xảy ra này. Còn nhỏ nhất khi nào? Khi dấu bằng này xảy ra. Ghi vô trong vở để mà cho nó dễ hiểu. Được không? Rồi bây giờ thầy sẽ làm cái chỗ lớn nhất cho em xem nha. Chúng ta cũng sẽ xuất phát từ cái này. Và các em để ý này. Cũng giống như nãy à, khi mà gì em A lớn bằng 0 thì ta có căn 2 của A cũng sẽ lớn bằng 0. Được chưa? À, như vậy thì các em thấy cái, cứ các em xuất phát từ cái biểu thức dư căn này này. Nha. Câu B này. Ta xuất phát là vì căn bậc 2 của x trừ 5. Các em thấy không nào? Ở đây ta làm giống như cái bộ xương vậy. Chúng ta phải lắp vào cái đầu vô trước. Ví dụ đây là bộ xương, ta phải lắp đầu vô này, ta phải lắp tay chân nó vô để cho ra giống cái này, để ra được cái biểu thức B. Các em hiểu nào? Như vậy căn bậc 2 của x trừ 5 thì cái như này như nào so với số 0? À, chắc chắn nó sẽ là không âm. Nhưng ở đây các em thấy có âm 3. Thấy có âm 3 đằng trước nè, thì ngay chỗ đây sẽ là nhân này. Đó, ngay chỗ đây sẽ là nhân. Nhớ nha. Như vậy bây giờ thầy sẽ nhân với 2 vế và với âm 3. Nên bây giờ thầy nhân âm 3 vô đây. Thì ở đây thầy cũng sẽ nhân với âm 3. Nhớ này, khi nguyên tắc về dấu, ở đây thầy nói hơi nâng cao một chút nha. Khi mà nhân với âm thì cái dấu này sẽ ngược chiều. À, nghĩa là ở đây lớn hơn bằng thì khi mà nhân với âm thì nó sẽ quay ngược trở lại trở thành nhỏ hơn bằng. Còn nếu như ở đây thầy không phải là nhân với âm mà thầy nhân dương, ví dụ thầy nhân với số 3, ở đây thầy nhân số 3, không phải là âm 3 mà nhân với 3, thì cái dấu này vẫn cùng chiều, nghĩa là ngay chỗ đây vẫn lớn hơn bằng. Nhưng ở đây nhớ nhân với âm thì nó sẽ quay lại ngược chiều. Nhớ không thầy như vậy? Được chưa? Như vậy thì ở đây nó ra được là âm 3 căn 2 của x trừ 5. Thì cái không nhân âm 3 này nó vẫn là nhỏ nhỏ không. Như vậy thì ở đây các em thấy phía đằng trước này là có 5/7. Chứng tỏ thầy cộng vào 2 vế với 5/7. À. À, từ đây chúng ta sẽ suy ra. Âm 3 x trừ 5 ở đây thầy cộng với 5/7, thầy ghi như này để các em dễ nhìn trước này. Thầy cộng bên đây cũng là 5/7. Cộng thì cái dấu này vẫn cùng chiều cho nó không đổi chiều em nhé. Chỉ có nhân với số âm thì nó quay lại ngược chiều thôi. Còn cộng hoặc trừ thì nó vẫn cùng chiều. Nhớ là như vậy. Ok, được chưa? Nói về toán. Chỉ có nhân với số âm thôi, chứ còn nhân với số dương và cộng hoặc trừ thì nó vẫn cùng chiều. Cùng chiều ngược chiều thì thầy đã nói các em hiểu rồi đó nè. Nghĩa này ví dụ như nhân với số âm này thì ở đây lớn bằng thì quay lại nhỏ bằng thì gọi là ngược chiều. Còn nếu như ở đây nhân số dương thì cái này lớn bằng thì số này nó sẽ lớn hơn bằng. Như vậy là gọi là cùng chiều, còn đây là gọi là ngược chiều này. Rồi bây giờ thầy sẽ viết lại để dễ nhìn. Cái số 5/7 thầy viết đằng trước để nó ra giống với biểu thức B anh em. Đó. Như vậy thì cái này đã chính là B. Cái này chính là bằng B, nhỏ bằng 5/7. Đó, lớn nhất thôi chưa. Nhưng mà cái dấu bằng này xảy ra như vậy thì các em nhìn vào đây thì các em sẽ thấy ngay B sẽ đạt giá trị lớn nhất khi dấu bằng này xảy ra, nghĩa là bằng 5/7. Khi nào? Khi cái anh này sẽ bằng, khi anh này sẽ bằng 0. Em hiểu không? Em cứ... Vậy B đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu em? Chính là 5/7 khi và chỉ khi. À, khi nào? Khi cái này sẽ bằng 0. Bằng 0 nghĩa là cái x trừ 5 này sẽ bằng 0. Không? Em hiểu không? Khi x trừ 5 này sẽ bằng 0 hay x này sẽ bằng mấy? X sẽ bằng 5. Chiều này qua đổi dấu xong. Những cái phần này thầy nghĩ nó hơi nâng cao đấy. Nếu các em mà không gặp những dạng này, không biết cách làm mà không biết cách trình bày để xử lý như nào để ra được lớn nhất và nhỏ nhất các em. Hiểu như nào? Đấy. Mỗi bài của lớp 7 này thầy thấy nó rất là hay.
rất là nâng cao nha. Clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Chúc em học tốt, bye bye. Nhớ đăng ký khóa học online bằng sách bài tập toán lý, em đã có đầy đủ đường link của sách bài tập trước em nhé. Ok, chúc em học tốt.